Này quán đồng vui quá. Hai gì biết, hai trẻ tao đem đồ lại có tiệm tao đem cho nó đi, đúng không? Mình nói tự sắp xếp xong. Anh trai nói mình ra hết tự biết bằng em. Đây cô gái xinh đẹp. Xin một trời ơi, xinh như hoa. Con cháu nhà này là gì không đó? Cái gì đó mà chịu gì nổi không? Đó, con cháu nhà này là gì đó, con cái bài làm ba cho nó đi. Quá trời hay, quán vui thiệt chứ. Cái đây gọi bác nè, chứ ba chưa để đi. Con bé này xinh ghê nha. Bé này người ông quá mà. Bé này như hoa hậu rồi ta. À, nó bến mới về. Ủa chồng ông quá. Đó là ông quá. Thành phố gì trời. Bên Bạc Liêu với Cà Mau là đẹp cỡ này không nè. À. Cỡ này không nè, cỡ này chứ lên không đó. À. Hướng dẫn luôn phải là chưa. Hai đứa cháu này chưa có bạn trai gì hết. Chưa. Nhiều người tỏ tình rồi mà không có chịu. Rồi thương cha mẹ rồi cũng thấy trả hiếu này kia đó, chưa có chịu ai hết á. Lắm chịu. Lắm. Để rồi đừng trách cái mặt cho chú quay. Đó. Làm mai cho bà cô luôn. Bà này cũng chị này quá hiện giờ là bị ăn ế. Bà chị này là. Bà chị này là. Chị này biết rồi, nhìn đâu có biết tuổi được. Ba con nợ, ba trẻ U 50 mấy, U 60 đó. U 60. À. Giữ trinh tiết tới ngày hôm nay luôn, nó đang đợi. Đây là chú rể rồi nha. Để chú sang đây chưa. Má trời, chú rể đẹp trai chưa. Chú rể bên đây là phải chí cười không à. Ở đây đứa được vợ hả con? Hả? Phải hả, cười không ha? Đám cưới ở Phú Quốc nha mọi người ơi. Ở Bạc Liêu ra. Ở Bạc Liêu ra Phú Quốc rước dâu. Bạc Liêu đàn trai rồi Phú Quốc đàn gái. Hôm nay nhà hàng cà phê đông đảo quá trời vui. Cười cái con. Trời. Lên chỗ cục cục nè. Ngay chăn mâm chất cây á. Ủa mô lại. Mô lại. Chú rể này nôn quá rồi. Chú rể này nôn lấy vợ quá rồi, đi nhanh rồi.